Vâng, như vậy là trận đấu tiếp theo đã được bắt đầu. Đây là máy IT của Hoàng Lan. Vâng, đây là Hitty của VPM của Vĩnh Long Percy. Vâng, cơ hội nhảy bốn rất cao. Và đây là Miwan của game thủ Tôm. Chúng ta hãy cùng xem việc VPM vì việc VPM này cầm cung chuyển ngoài cánh. Vâng, quay trở lại trận đấu lúc này, Việt BM đang đưa chú voi đầu tiên về nhà chính nhà mình. Vâng, khá gian nan. Việt đã vừa tìm ra thêm một đôi voi nữa rồi. Vâng, bốn voi, trận này có bốn voi nhưng mà ở khá xa. Một quả phụ luôn, một bãi hiêu luôn. Có cả rừng và... vâng, đủ hết các thứ rồi. Rất nhiều rừng, bốn rừng, bốn rừng thông. Vâng, đây là những con voi nhà của Tôm. Vâng, gỗ khá xa. Hoàng Lan, vâng, anh cũng lại đi buôn voi luôn. Đây là Tiểu Bạch Long, không biết có buôn được cái gì không. Vâng, cũng hai voi. Có vẻ như là voi ở bản đôn đã chạy hết về tỉnh Thái Bình rồi. Chúng ta quay trở lại với Việt BM. Vâng, quay trở lại với trận đấu. Lúc này thì Việt BM đã bắt đầu thiết kế chiếc BB. Vâng, nhà Việt BM khá nhiều rừng. Đã đóng ngay chiếc BE chèn cái gỗ 75. Bò bế từ dưới góc 3 giờ lao lên nhà mình. Vâng, một trận đấu khá khỏe của Việt. 27 dân trên 1 còn 26, rất đáng tiếc ở trên 1 dân. Đây sẽ là nhà BA. BM sẽ ở hai cái rừng đang ăn voi.
Vâng, chuẩn bài luôn. Đọc cái gì là làm theo đấy. Vâng, kích đầu rồi. Cuối 10 với 28 dân, trên 1 còn 27 dân Hitty ngoài cánh. Hôm nay Việt bắt đầu cơ cấu nhà cửa. Đóng ruộng không? Vẫn còn nguyên 17 hiêu chưa làm gì. Chắc chắn là sẽ có chiếc S thứ 3 rồi. Chúng ta cùng chờ xem S3 nó ở chỗ nào. Không, tôi nghĩ là chưa S3 sẽ không đóng S3 ở trận này. Trận này sẽ dành gỗ để có thể bo bế nhà cửa. Vâng, ta cùng đá hình qua Dũng Con, thấy rằng Dũng Con đang rất hổ báo. Vâng, đây rồi. Không phải, đây là Chi Chi. Anh vẫn còn đang ăn dở voi. Vâng. Còn đây là Dũng Con. Bắt đầu công vào nhà của game thủ bắn chim góc 3 giờ. Vâng, thả nào mà Việt đang rất từ tốn và chậm rãi. Trận này về Chỉ Bạch Long dâng L. Vâng, dâng L giữa bản đồ trước cửa nhà của Việt BM. Bắn chim đang mang dân đi biểu tình ở bãi vàng. Vâng, quyết tâm là không cho Dũng Con la liếm tí giải thưởng nào cả. Vâng, én thôi. Thôi, chúng ta quay trở lại với Việt để xem Việt thi đấu một trận cung ngoài cánh xuất sắc như thế nào. Bắt đầu, vâng, BA lên đời xong, nâng cấp bánh xe. Vâng, tiếp tục bo bế, chèn ngay cái gỗ 75 này bạn. Vâng, chèn vào nhà BA luôn, vẫn còn một cái gỗ 75. Không biết có chèn E được hay không. Lúc này Việt đang rất thiếu gỗ. Vâng, ở bên phía trường phát có cả một Phunesian. Không biết có những quân gì. Vâng, vừa rồi thì Lady Aga, tức đội trưởng Tiểu Bạch Long, vừa bơm được 200 gỗ cho Việt BM. Anh đang điên cuồng vẽ ruộng. Nhà đã khá kín rồi. Vâng, ba sóc đều như bắt tranh. Vẫn còn một bãi hiêu, tại sao Việt không làm một nháy. Vâng, quyết định không ăn rồi. Cái ruộng chắc bài. Lúc này thì hai con cung R trong tổng số 3 con cung R sinh ra tân cung đầu tiên. Việt đẩy xuống nhà bắn chim để bắn bo nhỏ. Bắn bo nhỏ bãi vàng của game thủ bắn chim. Vâng, nhà Việt một nền đất xanh mượt, rất rộng rãi để có thể cấy ruộng. Nhà này mà vào tay Hoàng Lan thì phải biết. Vâng, nhắc đến Hoàng Lan, tôi đá ngay qua Hitty của Hoàng Lan. Vâng, Hitty Hoàng Lan tham 38/40, 4 nhà BA sóc đều. Việt cũng là 38 này, chơi 3 nhà, chứng tỏ dân đông hơn rồi. Tiểu Bạch Long. Vâng, rồi, Tiểu Bạch Long làm gì đây? Nổ rồi. Vâng, Ken kịp cái E, chết một thằng dân. Cũng đang công ở nhà của game thủ màu 2 Anh Gà. Vâng, hiện này thì sau khi công bãi vàng của bắn chim, Tiểu Bạch Long quyết định sang nhà của Anh Gà luôn. Vâng, chém xuyên, chết một thằng dân. Anh vẫn đang dâng nhà BL và bỏ nhà ăn hoang khắp bản đồ. Quay trở lại với Việt BM. Vâng, tham 44/48, bắt đầu phá BE cho những con ngựa. Hitty lao vào, vâng, lao xuống nhà ai đây? Chắc chắn là sẽ lao xuống nhà Anh Gà rồi. Anh Gà đang bo nhỏ và đang sửa E. Đóng nhà BC phát triển. Vâng, đây chỉ là chính nhà BS. Vâng, đây rồi. Vừa rồi thì Anh Gà đã vừa lấy xây cả BS để bo. Và bây giờ có lẽ anh lúc phá ra thì nông dân đã chết hết rồi. Vâng, xong. Vâng, không được rồi. Bây giờ thì màu hai Anh Gà quyết trả thù cho những con nông dân vừa bị chết oan uổng. Cũng đang lao ở nhà Việt BM rất hổ báo với một con lạc gà. Không phải, gọi hội rồi, 5 con. Nhưng mà đây là ngựa Hitty. Vâng, ngựa Hitty đam như cung A. Bãi vàng của Anh Gà cũng đã nằm xuống. Chúng ta, vâng, như vậy là Hoàng Lan đang rất hốt hoảng. Nói rằng Miwan ở trong cánh. Bên phía của Trường Phát có một Miwan trong cánh. Phải chăng là ai đây? Jojo hay là Yugi? Anh Gà và bắn chim dường như đã bị Tiểu Bạch Long và Việt BM cho thông cánh rồi. Vâng, bãi dãy nhà E này hơi phí gỗ. Nếu dò ra được cánh rừng già như này thì dường như Việt BM chỉ cần làm hai cái E thôi là kín mít ở trong rồi. Vâng, đóng nhà BC. Hợp lý thôi, bây giờ thì ổn định nhà cửa rồi. Đóng BC để phát triển. Vâng, chắc chắn là ra cát dự là Việt BM hoặc là Hoàng Lan sẽ nhảy 4 trong ít phút tới. Cầu các thanh niên không xem nó.
Đây là tham 20 của Tiểu Bạch Long. Vâng, nhà anh bắt đầu có những cái ruộng đầu tiên của nhà mình, một con thú hỉ lão già lọ khọ. Đây là tham 61 của Chi Chi. Vâng, cũng cực kỳ hổ báo. Và tôm giờ này, tôm đang ở chỗ nào? Vâng, phải chăng tôm cũng chuẩn bị lên cung A? Chúng ta quay trở lại với Việt. Vâng, đây rồi, nhà Việt đã có khách. Những vị khách mang tên bắn chim. Vâng, những thanh niên Nghệ An đang rất manh động. Thank you.